kép máy cưa điện mã X7 dòng cao cấp. Đấy, với chiều dài của Lasix dài 40 phân, máy có công suất 2100W, cam kết các bạn ở đồng. Máy rất là khỏe các bạn. Đấy, cắt gỗ rất là ngọt các bạn. Em cắt một đường nữa này. Đấy. Máy có công suất 2100W nên là máy còn cưa rất là nhanh, cắt rất là khỏe các bạn. Như một chiếc máy cắt 350 thì nó các bạn. Cắt rất là thích, rất là ngọt. Máy rất là khỏe các bạn nhé.